Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món kem chiên bên trong mát lạnh, bên ngoài giòn tan, cực kỳ đơn giản. Nếu bạn muốn thưởng thức một hương vị đặc biệt kết hợp giữa vỏ ngoài giòn tan, nóng hổi còn bên trong mát lạnh, thơm mát thì chắc hẳn bạn sẽ không thể bỏ qua món kem chiên cực hấp dẫn. Với món ăn này, bạn chỉ cần thưởng thức một lần thôi là đảm bảo sẽ không thể cưỡng lại, mê đến phát nghiện cho mà xem. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không vào bếp và bắt tay làm ngay cho mình và người thân cùng thưởng thức món kem đặc biệt này các bạn nhé. Để bắt tay thực hiện món kem chiên giòn tan mát lạnh thì các bạn chỉ cần chuẩn bị những nguyên liệu rất đơn giản như sau. Đầu tiên các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một bịch bánh mì sandwich các bạn nhé. Tiếp theo thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một hộp kem lạnh tùy vị sở thích của các bạn. Ở đây thì mình sẽ sử dụng vị đậu xanh. Nếu như các bạn muốn vị như thế nào thì các bạn có thể thay thế bằng vị như vậy. Nguyên liệu tiếp theo mình chuẩn bị sẽ là bột mì nha các bạn. Mình sẽ sử dụng khoảng tầm 4 muỗng thìa cà phê bột mì thôi. Mình không cần quá nhiều bột mì đâu nha các bạn. Các bạn có thể thấy là phần nguyên liệu của chúng ta vô cùng đơn giản phải không nào? Và đương nhiên là món chiên nên mình sẽ chuẩn bị thêm dầu ăn nữa, đủ tất cả phần nguyên liệu của chúng ta rồi. Giờ mình sẽ tiến hành bắt tay vào thực hiện ngay thôi các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ lấy phần bánh mì sandwich của chúng ta ra các bạn nhé. Mình sẽ dùng dao và cắt hết phần rìa của bánh mì. Mỗi một cặp lát bánh mì sandwich thì chúng ta sẽ dùng để làm thành một chiếc bánh kem chiên. Bánh mì sandwich hay còn gọi bánh mì gối của chúng ta thì các bạn có thể dễ dàng mua tại các siêu thị hoặc là các quán tạp hóa đều có bán. Mình sẽ làm lần lượt cho tới khi hết phần bánh sandwich của chúng ta các bạn nhé. Mình cắt bỏ hết phần rìa này đi. Và sau khi mà đã cắt xong rồi ấy thì mình sẽ cán mỏng bánh mì các bạn nhé. Mình sẽ dùng một chiếc cốc dài thon như thế này và chúng ta sẽ cán để cho bánh mì của chúng ta mỏng đi. Hoặc nếu như các bạn có cây cán bột thì các bạn cũng có thể sử dụng để cán. Tiếp theo thì mình sẽ pha phần bột mì của chúng ta các bạn nhé. Các bạn từ từ cho thêm nước rồi khuấy để sao cho bột mì của chúng ta thành một hỗn hợp hơi sền sệt. Và mình sẽ chuyển sang bước tiếp theo các bạn nhé. Bước này thì các bạn cần phải làm nhanh tay một chút nhé, bởi vì có thể kem của chúng ta sẽ rất nhanh chảy, cho nên chúng ta sẽ tiến hành làm thật là nhanh chóng. Đầu tiên thì mình sẽ phết lên mặt của bánh mì sandwich của chúng ta một lớp bột mì đã pha sẵn nước của chúng ta vào các bạn nhé. Và sau đó thì mình sẽ múc tới phần kem của chúng ta lên. Các bạn đổ kem của chúng ta vào giữa lòng bánh, rồi sau đó thì mình cũng sẽ đặt một chiếc bánh sandwich, cũng phết một lớp bánh bột mì của chúng ta lên và mình sẽ úp vào các bạn nhé. Các bạn lưu ý là không nên ấn dẹt miếng bánh xuống vì làm như thế thì bánh của chúng ta sẽ không được phồng đâu các bạn. Sau đó thì mình sẽ dùng một chiếc bát nhỏ và úp vào lát bánh để phần kem nằm trong lòng bát, rồi sau đó mình sẽ ấn bát xuống để có dạng hình tròn.
Tiếp đến thì các bạn cắt bỏ phần bánh mì thừa nằm ngoài khuôn tròn của bát các bạn nhé. Các bạn nhớ là chỉ giữ phần bánh mì có dạng hình tròn theo khuôn bát thôi nhé. Nhẹ nhàng nhấc chiếc bát ra là các bạn đã có ngay một nhân kem, bánh nhân kem rồi đấy. Và tiếp tục mình sẽ làm như vậy cho đến khi hết phần nguyên liệu các bạn nhé. Hoặc là để tránh tình trạng kem chảy thì các bạn có thể cho ngay vào trong ngăn mát của tủ lạnh. Và chúng ta sẽ để khoảng tầm 4 đến 5 tiếng cho kem của chúng ta đông lại. Các bạn nhớ là càng đông càng tốt. Và như vậy thì kem của chúng ta không bị chảy ra khi mà chúng ta đem chiên. Sau khi kem của chúng ta đã đông rồi thì mình sẽ tiến hành lấy phần kem của chúng ta ra và chúng ta sẽ đem đi chiên các bạn nhé. Mình sẽ đặt một chảo dầu lên bếp. Mình sẽ chờ cho dầu nóng và sau đó mình sẽ cho miếng bánh mì đã bọc kem của chúng ta vào chiên. Bánh mì mỏng khá mỏng nhanh chín ấy, thì các bạn chỉ cần chiên khoảng chừng 30 giây hoặc các bạn canh cho tới khi mà lớp vỏ bánh ngả vàng giòn hai mặt thì chúng ta có thể vớt ra đĩa ngay. Các bạn nhớ sử dụng giấy thấm dầu thì để cho món kem chiên của chúng ta sẽ bớt dầu thừa đi. Nếu các bạn muốn bánh của chúng ta đẹp mắt hơn thì các bạn cũng thể đem lăn qua bột chiên xù thì bánh của chúng ta sẽ to và đẹp mắt hơn. Khi đó bánh của chúng ta sẽ màu vàng rộm vỏ ngoài, trong khi kem chưa kịp chảy nên bên ngoài sẽ giòn tan, còn bên trong sẽ mát lạnh. Hai hương vị đó quyện lại với nhau sẽ tạo nên một món ăn tuyệt vời khó cưỡng. Bánh của chúng ta ăn càng nóng sẽ càng ngon vì vỏ ngoài giòn thơm và phần bên kem phía trong thì vẫn còn mát lạnh, ngọt ngào. Các bạn nhớ trong quá trình chiên bánh mì thì các bạn nhớ chiên thật nhanh rồi vớt ra cũng thật nhanh vì làm như thế bánh của chúng ta sẽ mau vàng rộm vỏ ngoài trong khi kem của chúng ta không kịp chảy. Món kem chiên vô cùng thú vị khi ăn, lớp vỏ bên ngoài nóng giòn hòa quyện với nhân bên trong lạnh mềm và thơm, trông thật là hấp dẫn. Lớp bánh mì nóng giòn bọc lấy lớp kem mát lịn bên trong. Kem chiên khi ăn còn nóng là ngon nhất. Chỉ cần cắn một miếng thì vị giác sẽ được trải nghiệm từ nóng sang lạnh trên đầu lưỡi chỉ trong chốc lát. Món kem chiên ngoài nóng giòn bên trong mát lạnh rất thú vị khi thưởng thức. Chúc các bạn sẽ thực hiện thành công món kem chiên giòn tan tuyệt hảo này. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể cập nhật nhiều hơn nữa những video hấp dẫn tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.